Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những toan tính của Tô Lâm Ngày 10 tháng 11, AFI tiếng Việt đăng bài bình luận của giáo sư Abuja, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ và trợ giảng tại Đại học Georgetown. Bài viết với tựa đề Tô Lâm toan tính dành trọn nhiệm kỳ trên đỉnh cao quyền lực. Tác giả cho rằng, đối với ông Tô Lâm, ghế chủ tịch nước chỉ là bước đệm, ưu tiên hàng đầu của ông, nằm ở việc được bầu ở Đại học 14 vào tháng 1 năm 2026 vì vậy việc từ bỏ chức chủ tịch nước là một bước đi hợp lý dù có là tổng bí thư nhưng tô lâm vẫn cần sự ủng hộ của ban chấp hành trung ương và ông cũng phải đối đầu với những trung tâm quyền lực khác theo tác giả ông tô lâm đã tranh thủ để lấp đầy các chỗ trống trong bộ chính trị trong đó có bộ trưởng công an lương tâm quang và đây là hình bài trên afa ông đang chuẩn bị cân nhắc thêm hai người nữa vào bộ chính trị là bộ trưởng xây dựng nguyễn thanh nghị và trưởng ban kinh tế trung ương trần lưu quang Ông Nghị được cho là sẽ được thăng chức phó thủ tướng, còn ông Quang là ứng viên cho ghế thủ tướng tại đại hội 14. Tác giả đánh giá, việc bổ nhiệm hai ông Nghị và Quang rõ ràng có lợi về mặt chính trị cho Tô Lâm vì có thể làm yên lòng phe miền Nam. Ngoài ra, động thái này còn có lý do chính đáng về mặt kinh tế bởi Bộ Chính trị hiện thời đang thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực này. Ông Tô Lâm hiểu rõ tính chính danh của đảng cầm quyền, phụ thuộc vào sự hiệu quả trong điều hành đất nước. Tác giả cho biết, Tô Lâm còn đưa những người thân tín, đặc biệt là đồng hương Hưng Yên của ông, vào các vị trí trọng yếu trong đảng, như việc bổ nhiệm Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc làm chánh văn phòng Trung ương đảng. Đây là một vị trí hậu trường đầy quyền lực trong vấn đề nhân sự và nghị trình, do đó Tô Lâm có được tai mắt ở ngay tại trung tâm đầu não của Trung ương đảng. Ông cũng có những động thái nhằm vô hiệu hóa sự chống đối qua việc đưa Thiếu tướng Công an Vũ Hồng Văn sang làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Người đứng đầu ủy ban này là Trần Cẩm Tú và cũng là người duy nhất trong bộ chính trị có khả năng tạo ra rắc rối cho ông Tô Lâm. Tác giả bình luận như một lời nhắc nhở rằng Tô Lâm vẫn chưa nắm toàn bộ quyền lực khi bộ chính trị đã bầu Trần Cẩm Tú làm thường trực ban bí thư. Thay vì Nguyễn Duy Ngọc, ứng viên mà ông Tô Lâm ủng hộ. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tác giả nhận định, trong khi ở các quốc gia Đông Nam Á khác, quân đội có xu hướng chi phối chính trị, thì ở Việt Nam quyền lực nằm ở bộ máy cảnh sát do nỗi lo cách mạng mạo. Nhiều người kỳ vọng quân đội đóng vai trò là cơ chế kiểm soát đối với Bộ Công an. Đó cũng là lý do việc ông Lương Cường được bầu giữ chức chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 10 được coi là rất quan trọng. Vẫn theo tác giả, ông Tô Lâm đang cố gắng xây dựng quan hệ với bên quân đội và cố gắng tạo dấu ấn về mặt nhân sự trong quân đội qua việc đưa ông Trịnh Văn Quyết, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị vào ban bí thực. Ba sĩ quan cao cấp khác của quân đội quê Hưng Yên cũng được thẳng chức, gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, tư lệnh quân khu 1, giáp Trung Quốc. Tác giả bình luận, việc đưa người của Tô Lâm vào các vị trí lãnh đạo trong quân đội là rất quan trọng, bởi vì quân đội là khối lớn nhất trong trung ương đảng, chiếm từ 11% đến 13% tổng số ủy viên. Tô Lâm hiểu rằng, việc đưa đồng minh vào các vị trí chủ chốt sẽ khiến bản thân bất khả chiến bại. Thông qua lương tâm quan, ông Tô Lâm có thể tiếp tục điều tra các đối thủ, còn các đồng minh khác thì phụ trách lựa chọn nhân sự và soạn thảo các văn kiện quan trọng của đảng. Tác giả tổng kết, bằng cách nhường chức chủ tịch nước, đặc biệt là cho một người bên quân đội, Tô Lâm đã vô hiệu hóa một số chỉ trích nhằm vào mình, nhưng đồng thời không khiến quyền lực bị giảm sút. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những toàn tính của Tô Lâm Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Điểm nghẽn nhỏ, giáo viên phải chạy việc. Ngày 9 tháng 11, Báo Tiếng Dân đăng bài bình luận Nhìn đâu cũng thấy điểm nghẽn của tác giả nhà giáo Thái Hạo. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Xã hội Việt Nam nhìn đâu cũng thấy điểm nghẽn. Tôi chỉ nói một điểm thôi. Cái điểm nhỏ và từ lâu đã bị coi là tiểu tiết, quen thuộc tới mức dường như đã không ai còn thấy nó là vấn đề nữa cả. Đó là chuyện chạy việc. Hãy hình dung giáo dục làm sao mà không đổ nát khi giáo viên phải bỏ tiền ra để chạy việc. Ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng nói về nó, nhưng là với những một tâm lý rất đổi bình thường như là việc tất yếu. Ít thì dăm chục một trăm, nhiều như thành phố có thể mấy trăm, thậm chí nghe nói còn lên đến tiền tỷ. Vì sao phải chạy? Chạy ai? Ai nhận tiền? Tiền về đâu? Trả lời những câu hỏi ấy sẽ đụng đến điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Từ xin việc đến chạy việc, rồi mua việc, nó lù lù trong xã hội như con voi đứng giữa phòng, nhưng không ai còn thấy giật mình nữa thậm chí nhiều người không còn nhìn thấy con voi nữa dù nó vẫn đứng đó và có vẻ ngày càng to béo phì nộm. Đó là một sự bất thường, phi lý đến cùng cực, nhưng cứ tồn tại, cứ phát triển, cứ điềm nhiên. Nhà giáo hay bất cứ nhà nào cũng thế, một khi đã bỏ tiền ra chạy việc, nghĩa là họ đã đặt xuống chân họ lòng trung thực, tự trọng, tính liêm sỉ, mua việc thì họ tiếc tiền, chứ đâu tiếc việc nữa, họ bị phụ thuộc và buộc phải đánh mất tư thế nghiêm trang của bản thân. Còn việc hay mất việc, được làm chỗ tốt hay chỗ xấu, chỗ ngon hay chỗ dở là do người khác ban bản cho. Mua rồi nhưng cũng chẳng có quyền sở hữu suốt đời, nó sẽ bị tước đi nếu có người không vui. Thế là bất an, là lo sợ, là nô lệ. Cái tư cách của một nhà giáo đã mất đi hoàn toàn khi họ xuống tiền. Thế thì dạy dỗ ai đây? Sẽ giáo dục điều gì cho học sinh đây? Dân gian tổng kết rằng, khi nhỏ chạy lớp chạy trường, lớn lên chạy điểm ra trường chạy việc có việc chạy chỗ có chỗ chạy thi đua bỏ vốn ra chạy tức là đi buôn lậu buôn lậu thì phải thu hồi vốn phải có lợi người ta chỉ còn nghĩ đến tiền và sự an toàn ai còn nhớ gì tới trách nhiệm và lương tâm cứ chạy suốt đời như vậy thời gian tâm trí đâu mà làm việc nữa và đây là hình môi trường giáo dục Việt Nam không còn lành mạnh nói những chuyện to tát tốt thôi, nhưng cái nhọt trong bàn tay như chuyện chạy việc mà không lễ đi thì chẳng ai còn làm gì nên cơm cháo nữa cả. Cả một xã hội giả vờ làm việc, giả vờ cống hiến, giả vờ tử tế. Ai cũng biết, với ai là giả vờ cả, nhưng cứ diễn, cứ múa với nhau, cứ hô hào, cứ khẩu hiệu, cứ quyết tâm. Một xã hội chạy việc thì dần dần chỉ còn đa số là những kẻ vô sĩ và dốt nát trong bộ máy, người tài và ngay thẳng ra đi. Sự lụng bại mỗi lúc một sâu, có người là quan trọng, nhưng để có con người cho ra người thì cần một cơ chế, một phương pháp tuyển dụng thật sự khoa học để đảm bảo tính minh bạch và liêm chính, chọn được người giỏi, người tốt, loại bỏ những kẻ kém cỏi cơ hội. Đó cũng là cách căn bản để vực dậy đạo đức xã hội. Một xã hội công bằng, chỉ người tài giỏi và tử tế là được trọng dụng và phải được sống đàng hoàng thì con người sẽ phải nỗ lực mà thực học, thực làm phải tốt lên, phải sống cho tự tế lên. Phục sinh, xây dựng, kiến tạo đạo đức và văn hóa không thể bằng giáo điều, nó cần những hành động thực tế, căn cứ trên các phương pháp khoa học. Có thể bắt đầu từ đây, đó là cái câu chuyện nhức nhói trong tuyển dụng con người. Không dễ, vì nó có căn nguyên từ điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn, nhưng chẳng lẽ cứ mãi vờ như không thấy, để đứng nhìn xã hội mỗi lúc một tan hoang hay sao? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Điểm ngãn nhỏ, giáo viên phải chạy việc Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.